3 năm nay cô có quen một người nào nữa không? Không, không. Cô là đi lao động tự do mà. Cô giúp việc nhà, ai kêu gì cô làm đấy. Thì hồi sáng cô nói là cô ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Cô đi ở trển, đi đám cưới, đang về. Đi về. Cô điện cho con đi. Dạ dạ. Đó, thì sáng cô đi đám ở thành phố Hồ Chí Minh mà cô về, cô trở lại đây, cô đi không? Bởi vì muốn lên chương trình, cô muốn đi thì ở đâu cô đi cũng được. Rồi, con chào con nha. Cô chào con. Cô có chào khán giả gì đi? Trước tiên, cô xin chúc cộng đồng mạng trong và ngoài nước được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Cho cô giới thiệu cô bao nhiêu tuổi và quê quán ở đâu? Cô năm nay cô tên Tịnh. Tên Tịnh. Quê 67 tuổi. 67 tuổi. Quê quán cô ở thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân. Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Thì hôm nay cô ở là 67 tuổi. Thì cô ở tận tỉnh Vĩnh Long rồi cô qua đây. Đó. Thì những cô chú anh em nào thì muốn tham gia chương trình Tiến nói rõ nha. Thì tại sao Tiến quay qua Zalo? Qua Zalo là trường hợp là những cô chú anh em ở rất là xa xôi. Là ở từ thành phố Hồ Chí Minh đổ ngược ra ngoài. Còn những cô chú anh chị em nào mà không có nói chung ra là đi lại nó khó khăn á, thì Tiến mới quay ra luôn. Còn chứ không phải là lại tới đây. Thứ nhất là Tiến đặt cái máy Tiến quay liền không sợ bị lấp chấp. Mà như cái chị nãy là con đặt cái máy có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ con mới quay được, là cái thời gian con rất là mệt mỏi. Rồi cái mạng nó bị ấy nữa, yếu nữa, rồi nói chuyện lấp chấp. Còn cô quen, con đặt cái máy con quen hỏi luôn, rất là mau. Và thấy cô rõ hơn, nó không bị này nọ. Đó. Thì hôm nay cô cũng muốn lên chương trình để tìm một nửa yêu thương. Thì con xin hỏi cô là cái việc hôn nhân của cô như thế nào? Ông xã cô hay là mất hay là chia tay? Ông xã cô chết 3 năm rồi. Mất thôi con, nó chỉ mất rồi. Mất 3 năm. Mất 3 năm ha. Rồi. Rồi 3 năm nay cô có quen một người nào nữa không? Không, không. Cô là đi lao động tự do mà. Cô giúp việc nhà, ai kêu gì cô làm đấy. Thì hồi sáng cô nói là cô ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Cô đi ở trển, đi đám cưới, đang về. Đi về. Cô điện cho con đi. Dạ dạ. Đó, thì sáng cô đi đám ở thành phố Hồ Chí Minh mà cô về, cô trở lại đây, cô đi không? Bởi vì muốn lên chương trình, cô muốn đi thì ở đâu cô đi cũng được. Còn không muốn đi thì sát bên giờ cũng không đi. Đó, mà cô năm nay là 67 tuổi rồi, lớn tuổi rồi mà cô đường xá xa xôi, cô cũng lặn lội tới đây. Thì mong cô chú anh em nào thì muốn thật sự muốn lên chương trình để tìm nửa mảnh ghép thì hãy đến Tiến ở là Thốt Nốt, là cầu Dầm Cống, là gần ngã ba Lộ Tẻ, Gạch Giá, Long Xuyên. Thì trước khi đi alo cho Tiến nha. Thì cho con hỏi có cái động lực nào để cho cô đến đây để mà tìm một nửa cô? Thì cô đi làm về rồi cái cô cũng coi YouTube này nọ đó. Dạ. Cô thấy những có người lớn tuổi cũng lên. Dạ. Thì vì đó, vì chỗ đó khác cái động lực đó, cô có thể cô lên được. Dạ. Mà là không có là chắc cô cũng không dám lên. Dạ. Còn coi như là cô thấy mấy cô chú kia cũng lớn tuổi cũng lên được ha. Cũng lên, rồi thành ra vì cái động lực đó mình mới lên. Dạ. Mình lên để mình tìm cái mảnh cũng như yêu thương. Dạ. Nếu mà hợp thì có thể mình đến với nhau. À. Còn không hợp thì mình làm bạn. Dạ. Để trao đổi qua lợi trong cuộc sống cũng vậy được. Dạ dạ. Vậy thôi. Để tâm sự rồi trong lúc buồn. Buồn rồi ha, rồi bắt máy lên là nói chuyện qua. Qua lại cũng được, cũng vui. Cái tánh cô thì cái đó là để mình tạo một cái niềm vui cho mình. Cuộc sống. Dạ. Nâng cao cuộc sống mình tiếp tục mình sống. Dạ dạ. Chứ già cả mà buồn rầu thì nó mau sanh ra bệnh. Cô thì buồn thì ít lắm. Rồi. Cô tự ăn ủi cô lắm. Dạ. Rồi cô được mấy người con? Cô không có đứa con nào chứ. Không có chồng mà đó giờ không con luôn. Không. Là đó bị do ai? Do chồng hay do cô? Do cô. Do cô ha. Có đi khám mẹ ha. Có. Bây giờ cuộc sống của cô thì có nên à? Và cô sống mình nên gì? Cô mà cô thấy cuộc sống mình có dư giả không hay là thoải mái không? Thì hồi lúc nào cô hồi đó tới giờ là cô vẫn làm. Hồi trẻ thì cô làm nghề khác. Ví dụ hồi trẻ thì cô pha chế quán cà phê. Còn bây giờ già rồi như đứng quán khuya quá thức không nổi. Thì bây giờ cô mới chuyển qua giúp việc nhà. Giúp nhà. Rồi cả tháng nay rồi
tự nhiên làm cái nhà đó là cũng cả chục năm rồi đó. Tự nhiên cái nhà đó cho cô xuống lương, cái cô buồn cô nghĩ luôn. Ủa sao mà đáng lẽ lên không lên mà tái nó xuống. Tại sao mà đáng lẽ là kiếm một người giúp việc mà có đủ cái uy tín á mà mình không thể nào mình đổi được. Đó. Lý do nào? Cô có hiểu lý do nào không? Thì hiểu lý do là như thế này. Hồi xưa đó là ông nội của y là mướn cô. Là ông nội của y trả tiền, tức là ông nội của thằng cháu nội. Là ổng là đại tá bộ đội đó, ông về hưu. Là ổng có tiền hưu đó, ổng trả tiền cho cô. Thì ổng mướn cô một tuần lễ là 800 ngàn. Một tuần 800. 800, nhưng mà cô chỉ làm có 3 tiếng đồng hồ thôi. Rồi sau này ổng hơi bệnh đó. Bệnh cũng như khi lẫn rồi khi tỉnh vậy đó. Rồi ổng phải giao quyền cho thằng cháu nội hết. Rồi tự nhiên giao quyền chưa được nửa tháng nó bắt đầu nó tự sụt lương, cô giận cô nghĩ sao kỳ ta. Thì bà nói đã trước lên không lên không mười mấy mà năm rồi chứ phải ít đâu. Mười mấy năm cô làm ở đường Trần Việt Châu nè. Đường Lộ 20 đi đoạn chút đó. Mười mấy năm mà đáng lẽ là thương cô lên cô giúp đỉnh chứ. Bởi mới nói cô giận nhưng mà cô không có nói gì mà rộng. Xuống rồi xuống một lần đầu là mắt của cô là 7749. Thì mắt của cô là hết 200 mấy một tuần rồi. Một tuần mất 200 mấy. 200 mấy rồi, rồi lần sau cái nó sụt mất tiêu cái 70, 747, 749 nữa. Sụt xuống nữa? Sụt xuống nữa. Coi như càng ngày càng xuống. Rồi thành ra còn có một buổi mà phải đâu phải mà làm 3 tiếng như một lần đâu. Tự nhiên kêu làm từ 6 sáng mà tới 12 giờ trưa. Tăng tiếng mà chỉ có 100 ngàn sao làm. Mà từ ở bên kia chạy đi qua, rồi tiền xăng, rồi tiền đò nó lấy gì ăn. Coi như là cái tiền lương thì giảm. Thì giảm luôn. Mà không có ý nói là tiền lương giảm mà cái tiền làm thì tăng lên. Cái giờ làm thì tăng lên. Sao kỳ vậy? Thì mới nói. Cô mới không nói gì mất lòng á. Cô tự về cô điện thoại cô nghĩ. Không mất lòng. Rồi vậy thôi cô nghĩ cả gần tháng nay rồi đó. Thì đúng rồi, nói chung ra mình cũng không nên nói làm gì. Tại mình cảm thấy mình thích thì làm tiếp. Đây đúng rồi, cô cái đánh cô vậy. Nhưng mà cô làm là cô không có nể cái công. Không nể công, ai muốn cho lên thì lên, không cho lên thôi. Không bao giờ mà nói, thôi cho con lên lương. Không bao giờ có, làm cả chục năm nay rồi. Hồi đó hả, nhà giàu nó nổi mà nuôi chó, mà chó thứ dữ luôn đó. Cô tắm cho nó, từ 3 ngày luôn á. Cô còn không có xin tăng lương mà. Rồi tự nhiên nói vậy thôi, cô thôi buồn, cô nghĩ luôn. Rồi cô mới đi chơi dữ vậy chứ. Cô có coi hồi ở trên Sài Gòn về là cô có coi cái clip của con đăng á. Của cái cậu nào mà tên gì mà gì Nguyễn gì Phạm á, nhỏ hơn cô đâu, hình như 63, Nguyễn Văn Phạm hay gì á. Phạm ăn tường ăn tương á. Ăn tương cái đó con quay nào mới đây. Cô có thấy đó. Nguyễn Văn Phạm ăn tương. Ăn tương 63 tuổi á, mà cô không có coi lập dập mà không biết là quê ở đâu. 63 tuổi hả cô? 63. Rồi cô coi cái chú đó rồi cô nghe chú đó nói sao mà cô thích chú đó? Tại vì thấy cũng hiền nhưng mà cái tánh thì cũng giống cô. Yeah. Tại vì nói cái gì thì ra cái nấy là thật tình chứ không có là giả dối. Cô thì vậy đó, cô cũng vậy đó, cô tánh cô thì nói 1, 1, 2, 2 cô không có chịu mà nói 1, 2 lời cô không chịu. Dạ đúng rồi, 63 tuổi Nguyễn Văn Phạm. Không biết quê ông ở đâu à? Hả? Quê cậu ở đâu? Chú, con có đăng lên clip nói rõ ràng. Không, cô bị gì trên xe đó, ngồi mình coi á, mình không có dám nghe lớn. Nghe ở trong Phương Trang á, đâu có cô nằm cô nghe chuyện nó bình thường thôi. Lớn không cho nghe lớn. Ở trên Phương Trang, xe Phương Trang nó không cho mình nghe lớn. Ý nói là người ta xe đó. Chủ xe không cho mình nghe lớn nha. Đừng cho đàm tiền mấy người ta ngủ nghe đó. Đúng rồi. Cho nghe lớn. Dạ đúng. Thành ra cô cũng không nghe rõ không. Dạ. Cô không có đặt tai nghe. Dạ. Thấy cậu cũng hiền. Thì bây giờ cô nói cho tí nghe, cái tình thương bây giờ đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Dạ. Thì ăn thua cái tấm lòng mình. Dạ.
chứ không cái gì, không phải là, nhưng mà thấy cái cậu đó là thấy thật tình lắm đó. Ông chú đó biết ăn biết làm phước, biết thì làm phước. Ăn tương thì làm phước thì đúng rồi. Cô thấy không phải ăn tương mà tu, cô này là ăn tương, ăn tương bỏ sắc xanh cho đỡ sắc xanh chứ thôi. Chứ cô bây giờ cô cũng đâu có ăn tương đâu. Nhưng mà bây giờ cô không sắc xanh luôn đó nè. Thịt nó gà mà dịch ai lại nhà, cô lại nhà mà đồ mà gà mà dịch là cô không không cho rồi đó. Không cho ha. Không. Dứt khoát rồi. Không ăn. Thiệt tình luôn. Cô không có chịu sắc xanh lâu rồi. Tại vì cô làm cho nó đó, làm cho chỗ đó đó. Mà nó quê vợ nó ở bên Cù Lao Long Xuyên nè. Nuôi bè đó, lâu lâu đem cá đồ sống về. Cô nói nè, cô nói cho Đức nghe nha, lần này thôi á, mai mốt con tự ăn thì tự làm, chứ đừng biểu cô sắc xanh mà để cho tụi con ăn, cô không làm. Nói thẳng luôn mà, cái gì cô cũng thẳng nha. Người thẳng thì ưm ít lòng. Đúng rồi. Đúng rồi, không mà thằng thường thường người thẳng là người thạch. Thì mình thật quá thì mất lòng ta. Dạ. Chứ có gì. Thành ra cô với cô có coi cái clip của cái chú nào mà cũng sáu mấy đó. Mặc cái áo trắng mà hồi xưa là làm thầu xây dựng nữa. Hai clip người đó cũng bằng tuổi nhau. Cái người kia không biết tên gì cô cũng không. Chừng đó đi, chừng đó cô cho cô coi lại đi. Cô nhắn tin qua cho con, cô có kết bạn Zalo cho con chưa? Chưa, cô có chưa... xài Zalo không? Có. Chừng nữa là cô kết bạn nha, Zalo con đi rồi con nhắn tin khoảng chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa rồi con kết bạn rồi đâu cái cô thích anh nào chú nào đó. Thì nhắn tin là tên gì và bao nhiêu tuổi, rồi cái mã số để dứt đầu á. Và nhắn qua cái mã số đăng kiếm lạ hơn. Cô thì cô không có biết kết bạn. Đợi người ta kết bạn rồi bên đây cô đồng ý không à, chứ cô chút nữa con làm thẳng cho cô luôn. Rồi mình trao đổi với nhau rồi thành không thành, không thành vấn đề. Cô nói với con. Bây giờ thí dụ bây giờ thành á thì tốt. Còn không thành á thì là bạn trao đổi với nhau cái lúc mà buồn tuổi hay là gì đó để cho mình có tinh thần trong cuộc sống thôi. Cô kể cái mặt tánh của cô đi, tánh tốt và tánh xấu á. Thì tánh của cô là vậy đó. Tánh cô như đàn ông vậy đó. Nói một với một là hai. Chứ không có vô mà một là ba, chổng không chịu. Một là một. Ông cô bây giờ là một là một. Một là một luôn. Một luôn. Một luôn chứ không có số 2 đó. Không một có số 2 một. Đó. Chứ mà chịch tiếng nói là không một được chứ cô. Chứ cô cộng thêm số 2 đó là nó lung tung, lung tung rồi đó. Một không là được. Một chứ đúng không có rồi. Hai. Dạ một là một. Nhưng mà tánh cô là nói chịch cái là không được chứ cô. Phải nói thật. Những người nào nói chuyện với cô hay mà lóng tai cô nghe là chút xíu là cô bắt bẻ lại liền. Nói cho phải nói chuẩn. Còn lớn tuổi rồi thì thí dụ mình muốn lập gia đình ở tuổi già thôi. Chứ còn cái vấn đề mà ham muốn gì nữa. Trời, nếu mà ham muốn là cô lấy hồi đó cô thôi ông xã cô nè. Ông xã cô hồi đó tài xế thì con phải biết rồi đó. Là biết bao nhiêu à. Mà hồi đó còn trẻ đó, cô thôi là cô không thèm lấy chồng luôn mà. Cô ở vậy mà đến đổi ông trở về luôn là con phải biết. Trở về tới khi ông chết luôn. Bao nhiêu năm lúc đó cô thôi ông xã là bao nhiêu? Hồi lúc đó cô làm ở trường đảng quân khu nè, ngay cái cầu Chạy Mai này nè. Rồi hồi đó cô nấu cơm cho sĩ quan ăn không đó. Vậy hả? Là lúc đó là cô đi lên đi xuống là ổng tài xế mà. Ổng mới gặp cô. Rồi ổng mới cưới là mấy năm đó là cô khoảng hai mấy hả. Rồi cái ở xong cái bà này bà kia cô giận cô tự gái cô thôi. Thôi không biết bao nhiêu chập rồi. Thôi rồi tha thứ cho về rồi thôi mà ổng làm gì cũng hoài. cô giận. Mà cô cũng chấp nhận luôn ha. Mình thấy cái lúc sau này nè. Ở với cô rồi ổng ở với cái con nhỏ đó là con có chủ xe đò ôm ôm nè. Ôm ôm thúc nốt. Nói gì được rồi cô đừng nói tên. Không, nó không có nói tên. Cô không nói tên. Rồi cái thôi cô giận cô thôi. Cô thôi rồi sao cho hai người ở luôn. Ở luôn rồi sao nhỏ đó nó bệnh. Nó bệnh ung thư vú nó chết. Rồi cô thấy ổng, cô lên cũng như cô thăm á, cái cô thấy ổng sao thấy tội nghiệp quá. Cứ rước gì vậy? Cái đó là chẳng qua là cái nợ còn, cái nợ của cô chưa còn, có dứt. Chưa có dứt với chú. Rồi cái rước về cái sao cô bệnh ổng nuôi. Ổng nuôi thì nói hay ổng nuôi á thì tiền bạc á thì cô lo cho ổng, như là tôi nằm bệnh thì ổng cứ việc muốn ăn gì ăn. Thì lúc đó cô mừng cũng có tiền lắm. Cô nguy cổm lắm.
cô đàn bà vậy chứ nguy cỏ lắm. Rồi tới chừng mà ổng bệnh á thì cô cũng nghe đi, con ổng lo, bị ổng có con riêng mà. À. Thì con ổng lo mình ra công thôi. À. Bà nói trong một lượng đó mà, cũng đồng công lượng đó. Cái đồng tiền bỏ ra chứ không bằng cái công. Bởi vậy, cô nghĩ vậy. Dạ. Rồi như nhiều khi cô buồn, cô nói ông ơi, tôi nuôi ông vậy chứ con ông nó có đưa tiền gì gì đâu cho tôi đâu, không đủ tiền đổ xăng nữa. À, cái ông nói thôi bà ơi, bà nghĩ bà thương tôi thôi, bà định buồn. Tôi nói nếu tôi buồn tôi đâu nuôi ông tới tới ngày tới chốn đâu. À. Tôi lo cho ông đàng hoàng tới ngày ông chết luôn. À. Cô nghĩ cô ở đời cô có nghĩa. À. Sống một ngày cũng nghĩa. Dạ. Cô bây giờ cô cho con biết với nhà với anh chị em những anh nào, những cái chú nào mà muốn mà làm bạn với cô đó thì cô muốn là một người là tánh tình là như thế nào, cô kể thì hả? Tánh tình thì cũng như là ví dụ bây giờ làm bạn hay là hoặc vợ chồng thì tánh tình thí dụ có nóng nảy đi nữa thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. À. Ví dụ chồng nóng thì vợ nguội. À. Chồng vợ nguội, chồng vợ nguội, vợ nóng thì chồng nguội lại. À. Chứ mà hai đứa mà cứ nắm cái cọng dây mà cứ kéo hoài thì nó đứt chứ. À. Gì chứ. À. Đứa dùng đứa thẳng. À. Vậy mới sống được. À, đúng rồi. Thì vợ chồng chung mình một người nóng lên thì người kia phải nguội. Thì đúng rồi. Thì mới sống bền lâu mới được. Sống được. Rồi, biết còn... nhịn nhục chứ đâu phải như người dân đâu mà đụng đổ được. Đúng rồi. Hồi đó cô sống với ông chồng cô tuy là tài xế nha. À. Không đủ mẹ tí nào. Bởi vậy cô thôi rồi cô vẫn ổng về cô vẫn chấp nhận. Yeah. Không đủ mẹ một tí, ổng rất hiền. Yeah. Không biết uống rượu luôn. Ổng đi đám cưới đó ổng mời bạn đàn bà. Con cái là ổng mê gái thôi. Đúng rồi. Bà này hết tới bà kia. Mà ổng được cái là ổng phải gì, không có lẹo tẹo nha. Thí dụ ổng muốn ở với con đó là ổng làm cho mình giận mình thôi rồi ổng ở với đó. Thấy nóng không? Đúng rồi. Chứ không phải ông muốn lẹo tẹo là vấn đề sùm. Nó là ông vậy đó. Là coi như là cho làm cho cô dặn lên. Dặn lên rồi dặn cái thôi. Thôi rồi thì ông muốn ở mai mà. Ông bay qua như người kia. Vậy đó. Rồi chừng nào cái hết ở người kia cái về cái nó ngọt cô lại. Tại vì ổng về thì nó hay mình thấy ổng như sa sút á. Như là thấy sức khỏe ổng sa sút rồi mình cái tánh của mình thì thương người. Chứ hơn nữa thằng chồng mình với bỏ ai đâu. Ngặt cái nhà tình không có nhiều người không có nghĩ gì cô nói ôi chồng đi rồi thôi thì bỏ luôn. Người, đúng rồi đó. Bỏ luôn. Đáng lẽ cô không con đó là cô dứt tình mới đúng rồi. Đúng rồi. Mà cô không có nghĩ như vậy. À. Một ngày cũng là nghĩa. Rồi cái lúc mà ông bệnh đó ngang cô. Cô hỏi không? Ông ở với tôi đó giờ ông biết ông bỏ nhà ông đi mấy lần không? 6 lần rồi đó nghe không? 6 lần. Cái ông nói thôi đi bà ơi. Chuyện qua bà bỏ đi bà ơi. Tôi nhắc ông nhớ vậy thôi chứ tôi không bỏ, tôi lỗ ở không. Cô rất là vui tính. Vậy đó. Yeah. Nuôi cực cực. Yeah. Hồi đó cô ổng bệnh viêm phế quản, tắc nghẽn mãn tính đó. Yeah. Nằm với ba xe chứ. Yeah. Mà con thử nghĩ cô chạy làm ngày lộ 20. Yeah. 4 giờ cho ổng ăn uống, chạy xuống dưới làm tới 8 giờ 9 giờ cô chạy lên đó. Yeah. Mà cô nuôi ổng cả tháng trời vậy. Yeah. Sao sức đâu cô làm nổi. Trời ơi vậy mà chủ làm mà người ta còn không biết cô đi nuôi chồng mà bệnh. À. Tới ngày ông mất cô mới nói luôn. À. Tại vì ông là cái dạng viêm phế quản mãn tính. Ừ. Chứ không phải là bệnh phổi. À. Sợ nhiều khi mình nói người ta ghê. À. Thành ra cô âm thầm cô nuôi vậy chứ chủ không biết. À. Sáng 4 ăn uống xong hen là cô chạy với cái. À. Cô làm gục tới 8 giờ mấy rồi cô chạy về cho này. Yeah. 24 ngày đó con tính. Rồi đi bệnh viện hoài, đi bệnh viện mà con ổng nó không có nuôi, nó hãy nó nhập viện là điện rồi. Rồi bây giờ mình đảo lại vấn đề chính đi. Thì con bữa nãy có hỏi cô là thích người đó là tấm tình thật thà là này nọ ha. Thật thà nói đâu ra đó. Dạ. Chứ đừng ta khi dễ mình, thí dụ mình lớn tuổi rồi. Dạ. Còn rượu chè. Dạ. Rượu chè thì cái chuyện đó là cái chuyện bẩm sinh. Dạ. Không phải là uống chùm mê, đám tiệc thì cứ đi uống, cái đó là lễ nghĩa mà. Dạ dạ. Cho uống chứ không phải uống mà không phải cái dạng mà uống chầm mê rồi về quậy với hen rồi tao chết luôn hả. Hồi đó giờ cô gặp ông này đâu có biết uống rượu nào đâu. Vậy thôi tánh tình vậy. Rồi cô có lựa có chọn lựa là thí dụ cô về cô có nhà không?
Cô thì nhà hồi đó hộ nghèo người ta cho đó, cách nay là 4-5 năm rồi. Bây giờ con hỏi cô thí dụ đi, cái chú đó thí dụ, con nói thí dụ thôi. Thí dụ. Chú đó thương cô mà cô đó không có nhà, rồi chú cô chấp nhận không? Cô nói thiệt với con, cái xứ của cô chỗ đó không có mận gì được hết. Dạ. Đi về dưới ở rồi, bây giờ vàng, bây giờ núi rồi cũng lỡ. Không, ăn ở không mà. Không có làm. Cái xứ đó không có mận cái gì được, cô phải chạy qua Cần Thơ mà cô đi làm thì con thử nghĩ đi. Dạ. Làm sao mà ở được? Còn cái đó là cái nhà của cô là thì cái nhà đó ở trong khu dân cư hay là không sao? Không, ở ngoài, đất thì đất của, đất của ông già, bà già để lại. Dạ. Nhưng mà hồi đó ông già con cái đi mần hết rồi. Rồi nói là út gái út á. Bởi vì mấy người kia có nhà cửa hết rồi. Thì cô đâu có nhà cửa gì đâu. Rồi thành ra cái nhà đó là hồi đó là cái nhà từ đường. Chính cô làm ra tiền hồi đó là cô thôi ổng đó. Cô đi làm tạo dựng, cô cất cái nhà hồi đó con biết. Cái nhà mà ở vườn mà người ta kêu nhà ngói vách bổ kho á là con biết rồi. Dạ con biết. Là cô tạo dựng xong. Rồi bây giờ là không có đứa nào ở, nó có chồng vợ hết rồi. Không ai ở mà nhà tổ bố thì sao cô ở được. Ngói thì nó tuột. Rồi nhà nước thấy cô ở sao hè đó, cũng như cái nhà lớn có cái còn miếng đất sao hè đó. Cô cất thêm. Rồi cô ngăn ra cũng như là cô có hộ khẩu riêng. Rồi nhà nước thấy vậy vô khảo sát thì thấy vậy nó nói, giờ nhà nước nói giờ cô ở vậy đâu có đủ cái quy cách để con cho cô nhà. Thì cô mới nói thôi bây giờ cái nhà trước thì không ai ở hết. Thì nếu nhà nước thương tôi cho thì tôi dỡ nhà trước bỏ. Thì cô mới cất luôn, bỏ cái nhà lớn á. Rồi cô mới cất, nhà nước mới cho cô cái nhà tại đó, bề ngang 40 dài 8. Rồi miếng đất đó là hiện giờ có thuộc quyền của em, cô không? Không, nhỏ em nó đứng tên đó. Thì nó ký tên cô mới được cất. Thì bây giờ cô nói con với tiếng nghe nè, cô cũng suy nghĩ lắm. Có mấy trăm mét vuông à. Cô không con rồi cô thưa ra làm chi vậy để người ta cười. Đúng rồi. Phải chi mình có con á thì mình dành cho con mình ở, còn mình không con mà dành chi. Rồi nữa cô chết thì đó, cô cũng nói đó, bây giờ mày ký tên đi, nhà nước cho nhà, nếu tao có mất thì con mày hưởng với ai hưởng. Mày khôn thì mày ký. Chứ không để tao đi tập cổng luôn nhà tao đi theo sao. Nó mới ký với mấy thằng em trai nè, nó phản đối. Nó nói ba hồi đó cho mày, anh em không ai biết chứ. Mà bây giờ chị ba hồi đó là không có chồng. Mày ký đi cho nhà nước cho chị ba cái nhà ở. Mà nếu mày không ký là tao quậy. Nó ký. Mấy thằng em trai đó ủng hộ. Thành ra cất cái nhà đó cũng 4-5 năm rồi tiếng này. Rồi nó rút hộ nghèo luôn. Đúng rồi. Cất cho... là cất liền là rút liền à. Rồi cô mới đi xin nhai đó. Thì cô nói ngay hồi đó cô làm tháng cũng khoảng 4-5 triệu. Còn nhiều khi ở gần đó ai kêu chạy không đâu ông cô chạy luôn mà. Trời ơi, kêu chạy ông luôn. Chạy ông luôn mà. Trời ơi. Bây giờ con chạy bây ông. Bây giờ người ta kêu vẫn chạy. Mà cô không có để bản nha. Cũng như thí dụ ở sớm 6-17 tuổi chạy sớm. Trời đất ơi, cô chạy xe đi châu đốc luôn nữa. Trời chứ ơi, đừng có nói. Tính ra là cô sức khỏe dồi dào luôn đó. Cô không có bệnh nền gì kìa. Không có biết nè. Lên máu cũng không nè. Biết tiểu đường cũng không nè. Tại biết sao cô không sanh đẻ đó. Không phải à. Nhiều người không sanh đẻ cũng như cô cũng có vậy đâu. Không phải là nó không sanh đẻ, cái người bẩm sinh là nó vậy. Cái mỗi người cái máu, cái cơ địa nó khác nhau. Cơ địa khác nhau. Nhất mỏi cô cũng không nhất luôn. Không nhất luôn. Nó không có uống cái gì mà thuốc mỗi ngày chứ. Vậy là mừng cho cô rồi. Thì đó. Thì bây giờ thì cô lên coi như là hiện bây giờ coi như là cô có sức khỏe dồi dào. Không có bị gì cái hả? Chú kia cũng là sức khỏe dồi dào luôn đó. Thì cái chú 63 tuổi đó. Nhưng mà tính ra tuổi đó hen. Là ổng tuổi Tý, cô tuổi Thân đó. Nếu mà tính hợp nhau là Thân Tý Thìn tam hợp. Tam hợp luôn ha. Cái đó thật tình luôn đó. Nếu mà coi Tý Duy coi đúng không? Thân Tý Thìn tam hợp đó. Thì thôi con cũng cảm ơn cô đã hôm nay đã từ Vĩnh Long đã lặn lội qua tới đây. Cách muốn tìm một nửa mảnh ghép còn lại thì con cũng chúc cô một buổi chiều vui vẻ. Thì sau khi cái video này đăng lên thì con sẽ cho số cô đặng cô liên lạc với chú. Tâm sự cảm thấy mà hợp thì cô chú đến với nhau. Trong khi nếu mà cảm thấy mà thành công thì cũng lại đây nữa nha. Lại đây cho con quay phải không? Dạ, làm kỷ niệm. Đã con quay đăng lên đặng cho cô chú anh chị em biết được. Là đây là con kết nối thành công. Thứ hai nữa dắt con
đi ăn tô bún riêu rồi. Trời ơi, một bạn có nhiêu con? Tô bún riêu. Nghèo nghèo chứ. Cái đó nói chung là không phải gì, con phải muốn đâu. Cái đó không phải gì bây giờ. Cô nói, biết. Không phải, phải nè. Con muốn tạo cái sự mà cô chú gần gũi đi ăn uống mừng với nhau, mừng với nhau, cái đó là cũng như ăn mừng. Các cô chú cũng thanh chánh lên. Dạ. Nhiều khi cô nghĩ, nhiều khi lớn tuổi rồi lên, nhiều khi cái bình luận nó trái chiều. Dạ. Không, cô ơi, tại vì nói chung là... cô có coi mấy cái bình luận mười người chiều. Người ta không hiểu, không nằm vô cái hoàn cảnh của mình. Thì cái chuyện đời mà bây giờ cô nói với cô như thế này. Bây giờ cô ở trong xóm, cô khỏi cần nói xa. Thì trong xóm đi mời cái nhà đi. Thì chưa chắc chị mời cái nhà đó thương hết đâu. Không có thương hết. 5 năm là đủ sống đúng rồi đó. Rồi, dạ, 5 năm là đủ sống rồi đó. Chứ không thể nào thương hết. Nên mà cái sự mà bình luận á thì cô cũng đừng quan tâm. Bình luận trái chiều, có người này người khác. Tại vì những cô chú anh em đó không hiểu được cái tuổi già, rồi cái sự không con, không chồng, không con cái. Có khi có con dẫn lên tìm tại sao con không nuôi. Con nuôi, nó bạc đãi, nó buồn. Thì đó, tại vì... không có làm gì bằng qua vợ chồng. Tại vì sao cô chú anh em đó là đang sống trong cái cảnh hạnh phúc, vui, xung vầy, con cháu. Không có nghĩ là những người bất hạnh vậy. Không có hiểu được cái hoàn cảnh những cô chú anh em. Tuy rằng có con nhưng con không lo. Nó không có hiểu được. Nên những cái bình luận đó thì thôi cô cũng đừng quan tâm. Không, cô nghĩ nhiều lắm, cô nghĩ... đi thì con cháu nó cũng không ai cản. Nhưng mà cô á, hồi đó cô nói với mấy đứa em hoài mà. Cô nói nữa tao đi ha, con ngủ á tử là tán liền nha. Không bao giờ lấy tiền ai đồng bạc nào. Tao thủ một mớ tao thân tao rồi đó. Khỏi lấy tiền ai. Tử là tán. Tử là tán. Rồi cái cốt của tao ha, gãi cầu thơ tao. Khỏi. Cái đó sạch sẽ thôi. Có gì đâu, không sợ gì hết. Mà không muốn làm phiền em út nè, đưa tiền ra ngang. Cô thủ ha, cô có thủ. Dạ. Rồi thôi con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cô trước khi kết thúc chương trình, cô muốn nói lời nào với cô chú anh chị em và khán giả không? Thì trước tiên thì cô cũng lần thứ hai cô cũng chúc các cộng đồng mạng với anh chị cô chú được dồi dào sức khỏe. Còn chúc con sao là được dạng sự như ý và phát triển trong con đường nghề nghiệp của con. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Thì Tiến cũng mong rằng cô chú anh chị em hãy tham gia chương trình. Thì lại tới cầu Dầm Cống, thì Tiến ở quận Thốt Nốt là thành phố Cần Thơ. Nhưng mà cái cầu Dầm Cống này nó gần nằm ngã ba Lô Tẻ, Gạch Giá, Long Xuyên. Thì ở dưới dạ cầu Dầm Cống có cái quán cà phê Vườn Dừa Hoa Lan, có cái bảng là có đường lộ đi ngay vô trong quán. Thì trước khi đi thì cô chú anh chị em hãy alo cho Tiến biết là bữa nay Tiến có làm không. Chứ cô chú anh em lại đây mà không có bất tử, không có điện cho Tiến nữa thì cũng lại đây có khi không gặp Tiến thì bỏ công bỏ sức đi về thì cũng rất là tội nghiệp. Nên cô chú anh em hãy điện cho Tiến biết trước nha, một ngày đó. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi chiều vui vẻ nha. Chào khán giả đi cô. Nè cô hồi đó.